thay mặt chính phủ, thủ tướng chính phủ ghi nhận đánh giá cao và biểu dương khen thưởng hành động bù trí dũng cảm của các anh. Thủ tướng cũng khẳng định đây là tấm gương sáng điển hình về tinh thần quả cảm, nghĩa hiệp, yêu thương của con người Việt Nam, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, truyền thống nhân ái của dân tộc ta. Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan có chế độ chính sách, hình thức biểu dương khen thưởng phù hợp, xứng đáng cho những công dân đã có thành tích xuất sắc cứu mạng trong vụ cháy nêu trên đồng thời kêu gọi mỗi người dân hãy tích cực nâng cao tính chủ động trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bình tĩnh xử lý và giúp đỡ nhau khi có sự cố xảy ra